thì nó dời nó ra chỉ được chừng 30-40% với cái bông bông gió, thấy nó đi ngang với nhau luôn rồi. Thì bây giờ nếu mà ra thì khoảng chừng 50-60% là ok, mình chuyển qua như đó là cũng vừa rồi, tại cây này cũng mùa đầu mà. Huyền Nhi kính chào quý khán giả, kính chào quý nhà vườn thân mến. Bà con thân mến, hiện nay sầu riêng mùa nghịch ra bông gió đã trở thành một tình trạng phổ biến được nhiều bà con quan tâm trong thời gian gần đây. Vâng, và phục vụ cho chủ đề này thì ngày hôm nay ban biên tập đang có mặt tại Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh để mà tìm hiểu nguyên nhân. Sau đó thì cùng quý anh quý chú tìm ra giải pháp khắc phục bằng chất điều hòa sinh trưởng Mebiquat Chlorid có trong chế phẩm Mebi 247. Vâng, và sau đây xin mời bà con hãy cùng đi thăm vườn nhé. Tây Ninh nổi tiếng bò tơ, cảnh vật đồi núi, nền thờ hữu tình. Hôm nay anh em có dịp ghé thăm vườn sầu riêng của anh Tùng tại Đồng Khởi, Châu Thành. Đứng từ đây, chúng ta có thể thấy mập mờ sao đám mây là bức tượng cao chót vót trên đỉnh núi Bà Đen. Khu này trước đây canh tác lúa, cao su là chủ yếu. Sầu riêng do đầu tư cao, mới mẻ về kỹ thuật nên bà con còn e ngại trong việc chuyển đổi. Từ lúc anh Tùng cho thu hoạch vườn ri sáo với khoản lợi nhuận kha khá đã tạo bước ngoặt mới cho vùng đất này. Nhìn từ xa, vườn cây nổi bật với bộ lá xanh mướt, cành to, tán rộng. Từ đó có thể thấy vườn này được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Thấy cây sung, ăn trái thành thục được 2 năm, vụ này quyết thử thách lớn, anh nói. Liều ăn nhiều, mỗi năm làm thuận không à, nay liều làm nghịch như miền Tây, coi thử có thơm không? Chứ làm mùa thận thì nó cũng cực y như nhau, nhưng mà có một cái là thuốc men nó cũng y vậy, nhưng mà nó không có giá, nó không có được y như cái mùa nghịch này. Bởi mình muốn làm cái mùa nghịch này, hai nữa là mình học hỏi thêm cái cây sầu riêng làm luôn. Dám nói dám làm, anh Tùng còn một vườn cây tơ năm nay để bối, cũng quyết tiến hành xử lý nghịch vụ. Vườn Thái xử lý trước, tính đến nay đã đậy bạc lên bắt lo được một tháng. Quan sát thấy thân cành nứt nanh, anh Tùng chưa kịp mừng thì ngờ ngợ ra vấn đề lạ. Mầm hoa không tròn mà đâm nhọn như mũi giáo. Đưa mắt nhìn kỹ thì đây đích thực là bông gió, hay một số nơi còn gọi là bông phướng, mầm lá. Nông dân thì nói chung là làm cây sầu riêng này cũng vất vả lắm, nói thiệt luôn, đắn đo đủ thứ luôn. Làm mà cứ ban ngày thì làm, ban đêm chạy xuống rồi coi là bông nó ra làm sao mà cứ ra chỉ được chừng 30-40% với bông gió, thấy nó đi ngang với nhau luôn rồi. Dục trong lúc anh Tùng lo lắng thì anh Triều suy nghĩ tích cực hơn. Vụ nghịch giá cao thì phải chấp nhận được này mất kia, hơn nữa lần đầu thử nên không tránh khỏi trật ruột. Giờ chỉ mong sao gỡ gạc lấy vốn rồi kiếm thêm chút lời để dành sau này cưới vợ nữa chứ. Nói chung là bông thì nó bây giờ hiện tại bông thì nó ra thì nó cũng nhiều, nhưng mà con cái là ra bông dướng nó nhiều, bông gió nó nhiều hơn cái bông thiệt của mình. Nó phải thì cũng như 50-50 đó. Giờ là cũng như hai anh em muốn bên công ty hỗ trợ để sao để khắc phục cho nó ra, thì khoảng chừng 50-60% là ok, mình chuyển qua như đó là cũng vừa rồi, tại cây này cũng mùa đầu mà. Bông gió là tình trạng sầu riêng ra bông kèm theo các cặp lá. Tình trạng này thường do việc cây hấp thu nhiều nước, thừa đạm trong quá trình ra mắt cua. Bông lá thường có cuống dài, bông nhỏ, ốm, không có khả năng đậu và nuôi trái nên thường bị bà con lãi bỏ. Hỏi về nguyên nhân thì hai anh em mỗi người một ý. Anh Tùng cho rằng do bão, anh nói. Thở thời đậy bạc một tháng mà mưa hết 15 ngày, lá cây hấp thụ nước giờ mới ra bông gió đó. Anh Triều thì quan điểm khác. Tây Ninh đất cao, mực thủy cấp cũng cao. Ban đầu làm clip ỉ y, mặt clip bự nên xiết không khô, rễ cây còn hút được nước đó chứ gì. Thấy hai anh bàn luận rơm rã, sẵn đây Phi Hùng có ý tổng hợp nên một số nguyên nhân phổ biến khiến sầu riêng ra bông gió, sẵn giúp nhà vườn làm nghịch có thể tham khảo, từ đó đưa ra được giải pháp ngăn ngừa từ sớm.
Chào mừng quý nhà vườn. Thì hôm nay Phi Hùng có mặt tại vườn của anh Triều, một trong những cái vườn mà xử lý nghịch mùa ở Tây Ninh. Mà theo hướng phổ biến ở miền Tây là gì? Mình đậy bạt, mình sóc, mình đậy bạt, mình ngăn cản cây hấp thu nước và giúp nó chuyển hóa sang trạng thái mà sinh sản tốt hơn. Thì qua cái chuyến đi thăm vườn vừa rồi thì Phi Hùng rút ra và cũng như trao đổi với anh Triều, cái vườn của ảnh có ba cái yếu tố cơ bản mà ảnh hưởng tới quá trình là gì? Phân hóa mầm hoa và cũng như là thúc đẩy quá trình ra hoa của cây. Thứ nhất là gì? Về thao tác dưới gốc á, thì ảnh có thao tác là ảnh đầy bạc theo kiểu miền Tây. Nhưng mà qua cái cách ảnh thao tác cũng như là qua những cái hình ảnh thực tế của nhà vườn xem á, thì khi ảnh đầy bạc á, thì thứ nhất là gì? Bạc nó không có, gọi là nó không có phủ hết, nó còn những cái khoảng hở nhỏ. Và những khoảng hở nhỏ như trước mặt Phi Hùng là nó sẽ tích những cái nước như vậy, nó sẽ thấm ngày này qua tháng nọ, nó sẽ thấm và nó sẽ làm gì? Cây hấp thu nước được. Yếu tố thứ hai là yếu tố quan trọng và cũng là then chốt là yếu tố thời tiết. Như anh chia sẻ, đậy gần 30 ngày mà mưa hết 20 ngày thì dẫn tới là hiện tượng gì? Cây nó không cắt nước được, nó vẫn lấy được cái nguồn nước nên nó không có chuyển được trạng thái sinh sản tốt hơn. Và yếu tố thứ ba là yếu tố về cái phần mà ảnh chủ động được là gì? Cái lượng tạo mầm cũng như là cái chế độ mà ảnh giúp cây chuyển sang chế độ sinh sản á, cái lượng mầm mà cũng như cái cử phun xịt á, thì ảnh xịt không có tới, cũng như là ảnh thao tác nó còn nhiều cái thiếu sót. Đó là ba cái nguyên nhân cơ bản mà Phi Hùng muốn gửi tới anh Triều cũng như là Phi Hùng lưu ý ở cái vườn của anh Triều. Dựa trên ba nguyên nhân phổ biến thì thời tiết không thể can thiệp được, từ đó chỉ có hai vấn đề còn lại là do thao tác đậy bạt và công thức kích mầm. Nghe nói tới sai sót trong khâu đậy bạt, anh Tùng phản pháo: muốn làm sầu riêng nghịch nên lên mạng học hỏi đủ thứ, cũng sẽ rảnh mua bạt về phủ hết liếp bài bản y như người ta, chứ có thiếu đâu à. Thiết nghĩ không có lửa làm sao có khói, việc sầu riêng trước mắt ra bông gió chắc hẳn có lỗ hổng nào đó. Anh em rảo quanh một vòng rồi tìm ra lời giải cho anh Tùng. Thưa quý nhà vườn, thì về cái thao tác mà đậy bạt á, thì trên vườn của anh Triều thì Vĩ Hùng rút ra được những cái lưu ý và cũng xin gửi tới những cái nhà vườn mà chuẩn bị thực hiện thao tác đậy bạt những cái lưu ý này để tránh cái tình trạng là gì? Mình gặp phải và mình làm cho cái cây của mình ra mắc cua chậm. Thứ nhất về cái thao tác đậy bạt là ở đây do anh trồng là theo kiểu trồng không có lên mô, trồng kiểu Tây Ninh là không có lên mô, nên khi ảnh đậy á, thì ảnh phải chọn cái cách đậy là gì? Đậy phủ hết mô cũng như là đậy tràn á, ở dưới miền Tây mình gọi là đậy tràn lan á. Đó, khi mà mình đậy tràn lan thì thứ nhất là về cái độ dốc của bạt cũng như độ căng của bạt á, thì nó không có được tới. Tại vì khi mình đậy trên mô thì mình có thể dùng cái lực và cũng như cái mô có độ dốc theo cái chiều xuống như nè, thì mình kéo căng cái bạt ra được. Còn ảnh đậy tràn thì không có được. Yếu tố thứ hai là khi mình không có được như vậy thì nó sẽ làm gì? Dùng bạt. Và khi dùng bạt sẽ gây hiện tượng là gì? Động dũng nước như vậy. Những cái dũng nước trước mặt Phi Hùng đây là những cái dũng nước này, tuy là nó ít nước nhưng phần nào đó nó sẽ theo năm già, theo ngày này qua ngày nọ thì nó sẽ loang xuống và nó làm nước thấm xuống đất của mình, làm cho cây sầu riêng lấy nước được. Và cái thứ ba, khi đậy tràn như vậy thì cái diện tích bạt nó lớn nên phải ghép 2 tấm bạt hoặc 3 tấm bạt lại cho một mô sầu riêng. Mà khi mình ghép vậy thì sao? Những cái mí bạt á, mình xử lý không có kỹ thì nó sẽ gió, đặc biệt Tây Ninh gió nhiều, gió mạnh thì nó sẽ tróc ra. Và theo đó, những cơn mưa kèm theo gió, nước nó sẽ vô những cái kẽ đó. Đó là ba cái lưu ý sơ bộ mà Phi Hùng muốn gửi anh Triều, cũng như là nhắc nhở nhẹ những nhà vườn sắp chuẩn bị thực hiện thao tác đậy bạt ở những các khu vực khác. Sầu riêng Thái thời gian đàm trái dài nên vườn ri giáo chấp tạo mầm trước. Nếu vườn Thái sắp dở bạc thì ri giáo đang chuẩn bị lên bắt lo. Năm nay nghe nói tiết đọt ri giáo rất mạnh, anh Tùng kể đã tạo mầm đến 3 cử, dùng lân cao như 10-60-10, MKB để ức chế nhưng cây đọt mới vẫn sáng. Tính đến nay, cặp lá đầu tiên sắp mở. Nhận thấy tình hình không ổn, Phi Hùng lên kế hoạch cho anh Tùng xử lý ngay. Thưa quý nhà vườn thân mến, thì cái thời điểm lên bắt lo là một trong những cái thời điểm cũng như là cái đánh dấu một cột mốc mới đối với cái quá trình ra hoa xử lý sầu riêng. Ngoài cái việc là thực hiện thao tác lên bắt lo thì có một cái mà Phi Hùng muốn lưu ý đối với anh Triều cũng như một số quý nhà vườn là về cái vấn đề cơ đọt đó. Thì cụ thể như vườn của anh Triều ở đây á, thì quý nhà vườn thấy là sau ba cử tạo mầm xong thì có một số cây á, bắt đầu là gì, nó có hiện tượng nó bỏ ngòi là chứng tỏ là gì, nó chuẩn bị đi thêm cơ đợt mới. Mà đó là một trong những cái nguyên nhân khởi đầu cho cái việc là mình lên bắt lo xong cái cây sầu riêng mình xuất hiện cái mầm lá, nó không ra mầm bông nhiều. Đó là một cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai á, là do anh Triều anh chia sẻ là cái vườn của anh gặp mưa, mà khi mưa nhiều như vậy á, kèm theo cái thao tác đầy mũ nó không có được tối ưu quá,
thì nó xảy ra hiện tượng là cây sầu riêng lấy nước được và dẫn tới hiện tượng dư nước trong cây sầu riêng. Đó cũng là một trong những cái yếu tố mà dẫn đến cái hiện tượng ra bông gió trên cây sầu riêng. Và đối với vườn anh Triều á, thì Phi Hùng có cho anh Triều xử lý theo một cái cử chặn đọt, và công thức chặn đọt Phi Hùng có để trên màn hình quý nhà vườn tham khảo. Công thức chặn đọt bao gồm một chai nano K cộng kết hợp cùng 1 lít vin 10 cho 200 lít nước, tiến hành phun trùm để ép cho đọt non mau già. Hiệu quả chặn đọt của vin 10 nano K cộng tức thì giúp lá non già nhanh, chuyển màu xanh đậm, lá mới ngừng mở. Khi này anh Tùng sẽ tiến hành lên cử bắt lo. Điểm mới năm nay, ngoài bắt lo sữa và thấm sâu 30 giây thì còn có sự tham gia của chế phẩm MEBI247 chứa chất điều hòa sinh trưởng MEBIQUAT LORIT tạo nên bộ ba kích mầm. Thì đối với trường hợp của vườn anh Triều bên trong, sau khi mình thực hiện thao tác chặn đọt, mình sử dụng công thức chặn đọt trên màn hình xong, thì tầm khoảng 2 ngày sau bắt đầu mình sử dụng cái cử lên bắt lo. Và đặc biệt cử lên bắt lo năm nay là không thể thiếu cái chế phẩm MEBI247 chứa hoạt chất MEBIQUAT CLORIT, một trong những cái hoạt chất tiền đề để hạn chế tình trạng là gì, ra bông gió. Và nó giúp bông mình ra đều hơn và giúp màu sáng hơn. Về cơ chế của nó, khi mà mình phun cộng chung với bắt lo và kết hợp chung với thấm sâu á, thứ nhất là gì, nó giúp chuyển hóa những cái gibberellin mà do cây nó lấy nước mưa xong nó dư thừa thành những cái tiền đề của cái lăng mà cây sầu riêng mình hấp thu được cũng như mình sử dụng được. Và cái thứ hai, khi mình phun MEBIQUAT CLORIT vô thì phần nào đó cây hấp thu xong nó sẽ ức chế được cái gibberellin lại, giúp cây nó chuyển trạng thái sinh sản tốt hơn. Đó là những cái lưu ý. Và đặc biệt là cái lưu ý quan trọng nhất là vườn của anh Triều là phải sử dụng cũng như là kết hợp chung với cái MEBI247. Bộ ba kích mầm giúp kích mắt cua ra nhanh, đồng đều, hòa ra khỏe, hạn chế tình trạng nín bông, bông gió trong mùa mưa. Ngoài ra còn hạn chế được tình trạng đi đọt trong lúc cây đang ra hoa, giúp nhà vườn an tâm xử lý nghịch vụ, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. Coi như giải quyết xong những vấn đề còn vướng mắc ở vườn ri sáo. Quay trở lại vườn sầu riêng Thái đang lỡ rơi vào tình trạng bông gió, anh Tùng hỏi: "Vườn Thái sao giờ anh em? Không lẽ buông dây thả tuốt cho gió lùa luôn hả?" Vẫn câu nói cũ: "Bình tĩnh, bình tĩnh anh ruột ơi, còn nước còn tát chứ sao mà bỏ được." Hiện tại mắt cua chỉ mới nhú, anh em bàn bạc công thức chặn bông gió bằng cách đưa kali hữu hiệu cộng chất điều hòa sinh trưởng MEBIQUAT LORIT, công dụng ức chế mầm lá, chuyển gibberellin nội sinh thành lân hữu hiệu, kích thích cây phân hóa mầm hoa trở lại. Công nghệ sản xuất tiên tiến cho ra đời sản phẩm dạng nano dễ hấp thu với chất điều hòa sinh trưởng thực vật nên mát bông, đảm bảo nhà vườn sẽ không còn lo ảnh hưởng đến những mầm hoa được hình thành từ trước. Đối với cái việc mà sầu riêng ra bông của nhà vườn thì mình rất là mừng vui trong lòng, tại vì qua một cái khoảng thời gian mình đầu tư cũng như mình phun xịt thì nó ra bông là mình mừng rồi. Nhưng mà đâu đó trong cái mừng có một cái lo là gì, sầu riêng nó ra bông nhưng mà ở đây là nó ra bông gió. Đó là một trong những cái mà làm nhiều nhà vườn gọi là buồn và cũng như là trở lại cái phần lo lắng ở lúc trước. Tại vì sao, khi mà nó ra bông gió thì quý nhà vườn thấy đi, nó ra bông gió nó có chuyển thành cành nhau không thì bông mình rất ít. Và đặc biệt là gì, vào cái mùa nghịch là cái tỷ lệ ra bông gió nó rất là phổ biến. Nhưng hôm nay Phi Hùng xin gửi tới quý nhà vườn một cái bộ mà gọi là ngăn chặn sự phát triển của bông gió, hỗ trợ nó chuyển hóa thành cái bông thật của mình. Thì đó là gồm chế phẩm gì? Thứ nhất là gồm một chai nano K cộng. Thứ hai, quý nhà vườn lưu ý là gì? Kết hợp chung với cái chất điều hòa sinh trưởng MEBIQUAT CLORIT. Ở đây là gì? Một chai nano K cộng kết hợp chung với hai chai MEBI247. Và đặc biệt, quý nhà vườn nhớ là có tích hợp thêm cái sản phẩm thấm sâu 30 giây. Tại sao mà Phi Hùng nói cái bộ này có thể giúp chuyển hóa mầm gió thành mầm bông? Thứ nhất là gì? Cái MEBIQUAT CLORIT là một sản phẩm chất điều hòa sinh trưởng của nhà vườn quá quen rồi, mà cái mấu chốt để hỗ trợ nó là ở đây gì, cái nano K cộng chứa hàm lượng kali hữu hiệu cao. Tại sao mà Phi Hùng không cho sử dụng dạng kali hạt? Tại vì khi mà kali hạt của nhà vườn sử dụng nồng độ cao á, khi mà mình đánh vào cái mầm bông thật của mình á thì nó nóng và đặc biệt nó làm đen cái mầm bông đó. Nên quý nhà vườn lưu ý là để tiện cho cái việc mình phun xịt thì mình chủ động mình sử dụng cái kali dạng hữu hiệu, mà đặc biệt nano K cộng là cái dạng kali nó hữu hiệu dạng sữa, nó mát cây. Nên khi quý nhà vườn tích hợp ba cái sản phẩm nó vào phi thuốc phun rất là an tâm.
Và sau khi phun, quý nhà vườn thấy là gì? Những cái mầm bông gió nó có hiện tượng là gì? Thì gọi là nó già sớm á, nó già xong nó rụng đi, và tầm khoảng 3-4 ngày sau thì dưới cái mầm bông gió nó sẽ xuất hiện những cái mắt cua nhỏ nhỏ. Đó là mắt cua thật. Đó là một cái mà Phi Hùng làm và cũng như Phi Hùng tích góp được và gửi tới quý nhà vườn để hạn chế cái tình trạng bông gió năm nay. Chúc quý nhà vườn một cái mùa sầu riêng là thuận lợi và cũng như là tối ưu hóa cái năng suất của mình. Vụ nghịch bông gió dễ ra, ngừa trước ứng dụng bộ ba kích mầm. Lỡ thời bông thật lặng câm, ra nhiều bông gió thì chăm thế nào? Kali hữu hiệu liều cao, thấm sâu kết hợp thêm vào baby. Chặn gió dễ lắm khó chi, điều hòa sinh trưởng chẳng gì băn khoăn. Tin rằng với sự xuất hiện của chế phẩm Baby 247 sẽ giải quyết được những vướng mắc của nhà vườn về bông gió trong vụ sầu riêng nghịch. Kính chúc bà con ứng dụng thành công, có được vụ sầu riêng đạt như mong muốn của mình nhé. Bà con thân mến, như vậy thì sẽ có hai thời điểm để bà con mình ứng dụng chế phẩm Maybe 247 lên vườn cây nhà mình. Đầu tiên là cử lên bắt lo, thứ hai là giai đoạn kích mắt cua. Huyền Nhi hy vọng là bà con mình sẽ ghi nhớ hai thời điểm này để mà ứng dụng chế phẩm trên vườn cây nhà mình. Vâng, và cuối lời thì Huyền Nhi xin chúc cho quý nhà vườn đang xử lý ra hoa nghịch vụ có thể kiến tạo được đủ số bông lượng trái như kế hoạch ban đầu. Và bây giờ thì Huyền Nhi xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại bà con ở những thước hình tiếp theo nhé.